Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Siêu Thủ Thuật. Và video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm video. Hình như có hai từ video các bạn nhỉ. Thôi nói chung là mình sẽ dẫn các bạn cách làm video đảo ngược để bạn có thể là up lên Facebook sống ảo, up lên Insta, Insta up video không nhỉ? Mình không chơi, mình không biết. Nhưng còn mạng xã hội rất thú vị, chính là TikTok, các bạn up lên để sống ảo cũng được. Và ok, hãy cùng mình bắt đầu video nha. Mình không hứa với các bạn là sẽ làm được video triệu view cho các bạn. Thế nhưng mà mình hứa các bạn là video nhìn sẽ khá là đẹp mắt và khá là dễ chịu. Đầu tiên các bạn tải cho mình ứng dụng có tên là Effect Tool. Mình sẽ để đường link phần mô tả để các bạn dễ tải. Effect Tool với Tool thì nói chung là tên nó lạ lắm. Và ứng dụng này thì có rất nhiều thứ thú vị cho anh em. Thứ nhất là để tăng tốc video. Thứ hai là slow video. Thứ ba là stop video. Tức là làm những khoảnh khắc dừng trong video các bạn ấy. Và cái mình dùng nó chính là cái reverser đây này. Tức là đảo ngược video lại. Mình sẽ chọn luôn nhá. Sau đó mình chọn video mình đã quay sẵn. Các bạn có thể quay luôn video. Còn đây là mình chọn quay sẵn để mình đảo ngược. Đây, bây giờ mình sẽ tua các bạn xem. Nào nào nào. Cái đoạn này chính là đoạn này bạn cắt bớt video thừa các bạn này. Nếu các bạn cảm thấy chỗ nào mà thừa không cần thì các bạn cắt bớt đi. Đây mình sẽ bắt đầu để video của mình từ đây vì đoạn đầu mình thấy thừa quá. Play thử nhá. Đó, đưa vào này, thả. Ok, rất là nghệ thuật. Rất là nghệ thuật, next luôn. Bắt đầu xử lý. Ui nhanh lắm các bạn ạ, ấn phát xong luôn. Mặc dù máy này Snap 625 xử lý vẫn rất là ok. Hai em chó làm gì đấy. Ok ok, mình sẽ thử lại, hệ thống bị lỗi các bạn ạ. Không hiểu sao lại bị lỗi quả này. Ok, và cuối cùng là mình cũng đã làm được sau khoảng mấy lần bị lỗi của mình. Các bạn cùng xem video từ mình xử lý bớt lại bị lỗi của mình nhé. Đây, bắt đầu mình sẽ thò tay lại nhá. Wow, các bạn thấy không? Nghệ thuật này, xem lại này. Quay lên, lên. Đấy, ảo thuật, đúng rồi, ảo thuật các bạn ạ. Thật tuyệt vời đúng không? Thực ra video đảo ngược này các bạn làm được rất là nhiều trò. Ví dụ như các bạn cầm cốc nước bạn đổ ụp phát chẳng hạn. Đầu tiên mình cầm cốc nước đổ, nhưng mà mình nghĩ rằng bây giờ mà vào nhà vệ sinh lấy background đổ thì xem ra là không nghệ thuật lắm. Vậy thì các bạn có thể chọn cái hình thức này ở ngoài đường hay những chỗ nào có thể chảy được nước. Ví dụ như là bạn ra giữa biển chẳng hạn, bạn đổ một cái, ui mình đảm bảo không, background lạ, ý tưởng lớn, rất là tuyệt vời. Hoặc là bạn có thể là đập nổ bóng bay chẳng hạn. Mình nghĩ rằng là hay nhất là các bạn đập nổ bóng bay ở trên người. Các bạn cứ đặt cái bóng bay lên người xong rồi bơm cho nó nổ thôi, và bạn hãy đảo ngược quá trình đó lại. Đảm bảo các bạn rằng đây là một video rất là thú vị luôn. Rồi giờ mình thử thêm một vài tính năng khác của cái này nhá. Ví dụ như tính năng phát và tăng tốc đi, cũng dùng đúng video này luôn. Rồi mình chẳng cắt ở đâu nãy, bị cắt xong bị lỗi các bạn ạ. À đây là phần để xử lý tốc độ. Ừ ok. Tốc độ mình sẽ thử tăng nó đến max speed xem thế nào nhá. Ủa nhanh quá, máy mình không kịp hiển thị cái gì luôn. Hay thôi. Đấy, nói chung là hai cái video nó hơi nhanh hơn một chút. Mình sẽ tăng đến tầm khoảng 3.7 kia nào. Đó, ok. Đây là tăng tốc. Thế còn slow. Thế cái slow này thì mình thấy nó không hiệu quả lắm. Đơn giản là vì máy chúng ta đa phần khi mà vào app quay này các bạn này, đều có chế độ gọi là quay chậm. Đó, đều có chế độ quay chậm hết rồi. Nên là mình thấy rằng nó cá nhân nó không hay lắm. Trong video này thì có lẽ là mình ưng nhất khi mà giới thiệu ứng dụng này, đó chính là cái phần đảo ngược này thôi. Đấy là cái mình thấy hay nhất. Và một cái hay nữa đó chính là ứng dụng này cách dùng rất đơn giản, các bạn chỉ cần chọn vào. Sau đó một là bạn chọn video ở đây, hai là bạn nhấn nút này để bạn bắt đầu vào hẳn việc quay một cái video mới. Ở đây bạn thấy đen xì đơn giản là vì cam của mình úp xuống đất. Đây mình lật lên nhẹ là thấy có màu ngay. Ok, và hy vọng rằng là với video này thì các bạn sẽ có thể tự tạo cho mình những video thật là đẹp, thật là ảo để sống ảo ở trên mạng xã hội, hoặc là các bạn sống thật ở đâu đó nhá. Còn nếu các bạn thấy hay cũng đừng quên để một like, một sub cho kênh của Siêu Thủ Thuật. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau.